Vậy đánh nào nay sai chú chúng làm đúng rồi. Sai gì? Sai cầm cơm không cắm đúng rồi. Cầm cơm thì dí vào ngoài à. Xuống cầm bảo cái gì, thấy người ta đang ngồi nói chuyện với khách khứa rồi thì thôi, từ rau có tí rau luộc đi còn gì nữa. Con là phải bảo nhận hàng thôi, tí anh về đây em bảo cái này. Tao tự dưng lại đi quát luôn, lại bảo chú hưởng nước một mình cũng được gì đấy. Đấy tao không nói gì, tao về là xong rồi chú đông về, tao bảo là đang làm việc nhà, xong rồi tao bảo là đi làm về phát là mặt sức nó trẻ lên. Đúng rồi đấy. Tao có sang đấy đâu, tao chả sang, tao sang làm gì, tao chỉ hỏi con đi thôi. Xong con Thúy nó bảo đang ngồi nói chuyện với chú Năm rồi, chia nấu cơm. Chị đấy là chị thì nói hay lắm rồi chị, nhưng mà em nó không chăm chỉ đấy. Chị nói đi, tao cái gì cũng biết nói cho mình.